Chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô, đến tham dự chương trình biểu diễn nhạc kèn chào mừng đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng. Hòa trong không khí của tuổi trẻ cả nước ra sức thi đua chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2021, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2021. Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quốc đoàn, Đài Thiếu nhi tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật nhạc kèn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng chính là lý do của chương trình ngày hôm nay. Đến tham dự chương trình, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện quận, anh Trần Đoàn Hiệp, quận ủy viên, bí thư quận đoàn, giám đốc nhà thiếu nhi quận. Anh Vũ Đức Thắng, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch hội đồng đội quận. Thầy Bùi Trường Giang, trưởng khoa chính trị, phương pháp công tác đội, chủ nhiệm chương trình. Thầy Nguyễn Vũ Đức, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Đặc biệt, xin nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô về tham dự và các bạn đội viên học sinh chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn đội viên học sinh cùng thưởng thức chương trình biểu diễn văn nghệ thuật nhạc kèn với chủ đề Em là bằng non của đảng. Chương trình gồm các tiết mục Em là bằng non của đảng, Thăng hoàng thắng mãi với em, Thiếu nhi làm theo lời bác, Hoa xuân đất nước, Việt Nam ơi, Dương có bác trong ngày vui đại thắng. Yeah.
Trưởng nhà trường trung học cơ sở Hà Huy Tập.
thầy Bùi Thao Quốc Cường biên tập và giải thiện chương trình, bạn Quảng Ngọc Hải Nhi chỉ huy dàn nhạc, tiếng Anh phía trên nhận được bó hoa tươi thắm của ban giám đốc nhà thiếu nhi quận. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Đoàn Thiện, quận ủy viên, bí thư quận đoàn, giám đốc nhà thiếu nhi lên tặng hoa. Trân trọng kính mời các đồng chí. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn trợ viên đã tham dự. Xin trân trọng kính chào.